Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Thì hôm nay Hoàng Minh xin giới thiệu cả nhà về khu du lịch Hồ Tà Bạ ở Chi Tôn An Giang vào dịp lễ 2 tháng 9 nhé. Và đây chính là con đường dẫn đến Hồ Tà Bạ. Bây giờ xin mời cả nhà cùng Hoàng Minh đi đến Hồ Tà Bạ nhé. Hôm nay là ngày lễ nên có rất nhiều khách đến Hồ Tà Bạ tham quan luôn nha cả nhà. Rất là vui luôn. Như cái nhà thấy thì đây chính là nơi được bố trí để cho du khách chụp hình.
Bên đó mới ừ, chạy xe vô đó, nó vô đó, nó chạy vô rồi. Xa quá, xa dịnh thấy á, suốt hơn nhỏ. Xanh đẹp ghê, xanh trong xanh luôn. Đẹp chưa? Dương Phúc nè, cái chị hàng chụp giùm đây.
Trên đỉnh.